Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung nâng cấp cải tạo đường qua đèo Mimosa đoạn km 0, km 10 cộng 796 vào dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn km 123 cộng 105, 17 km 268 cộng 000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp với BT. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định đối với việc chuyển đường qua đèo Mimosa thành quốc lộ và chuyển giao đường qua đèo Brent cho tỉnh Lâm Đồng quản lý. Sau khi hoàn thành các thủ tục về việc chuyển đường qua đèo Mimosa thành quốc lộ theo đúng quy định, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với nhà đầu tư, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện về việc bổ sung nâng cấp cải tạo đường qua đèo Mimosa đoạn km số 0 đến km số 10 cộng 796 vào dự án, sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án thành phần 2 đoạn km 154 cộng 400 đến km 268, đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, và phần vốn ngân sách nhà nước phải trả cho nhà đầu tư không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Đường đèo Mimosa là một trong những cửa ngõ chính vào thành phố Đà Lạt. Hàng ngày, tuyến đường này có mật độ các phương tiện tham gia giao thông khá cao. Tuy nhiên, hiện nay, đường đèo Mimosa đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, Công an huyện Di Linh còn tuyên truyền cho người dân về luật an toàn giao thông, các tình huống từng xảy ra tai nạn trong giao thông đường bộ, thủy nội địa trên địa bàn huyện trong thời gian qua, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ thủy nội địa. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp bà con nhân dân